Tôi nhanh, tôi chậm video trên TikTok, các bạn đã biết chưa? Nếu chưa biết, cùng làm với mình ha. Rồi, khi các bạn xem một video bất kỳ trên TikTok nha các bạn ấn nhẹ vào màn hình. Rồi các bạn gạt qua ha. Chọn là tốc độ phát lại nè. Ở đây có 2.0, 1.5 và 0.5. Các bạn chọn theo cái mức độ tốc độ phát lại tùy ý của mình nha các bạn. Rồi ha, rất là đơn giản nha các bạn. Phạm Tâm chia sẻ hết mình, nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình ha.